Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm qua ngày 21 tháng 9 và sáng sớm nay, một bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng hầu hết đến khu vực phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Do đó, nền nhiệt miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội, giảm xuống còn phổ biến từ 20 đến 23 độ C. Do không khí lạnh bao phủ, thời tiết mát mẻ kèm theo mưa dông, cục bộ có mưa to. Từ đêm nay đến ngày 23 tháng 9, ở khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.